Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi rất là thú vị đến từ bạn Quang Nam. Câu hỏi này mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau: anh Dương ơi, em có 10 triệu bây giờ không biết nên mua iPhone 11 hay là Redmi K70 vậy anh? Anh so sánh chi tiết hai máy này giúp em với nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Đấy, rồi thực ra là cũng không nhất thiết là phải cần đến 10 triệu đâu. Mình nghĩ là bây giờ dưới 10 triệu chúng ta đã có thể mua được iPhone 11 rồi. Còn Redmi K70 thì mình có tham khảo tại website của Điện Thoại Hay thì cái giỏ này đang có mức giá là khoảng 9 đến 10 triệu tùy theo cái phiên bản mà bạn lựa chọn. Đấy, rẻ nhất thì là 12256 có hơn 9 triệu thôi, 9 triệu 190 đấy. Và chúng ta sẽ đều lấy tham chiếu là hàng mới 100% ra để so sánh nhé. Đấy, bởi vì là nếu mà lấy hàng cũ thì so sánh nó cũng sẽ hơi khập khiễng, đúng nào. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Redmi K70 nó sẽ có hộp phụ kiện tốt hơn rất nhiều so với iPhone 11 rồi. iPhone 11 hộp phụ kiện có cũng như không. Trong khi đó thì Redmi K70 trong hộp phụ kiện chúng ta sẽ có ốp lưng này, chúng ta sẽ có một cái sạc 120W này, và cái chiếc điện thoại của chúng ta còn có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này nữa. Nghĩa là về những cái phụ kiện đi kèm ấy thì cái K70 nó hơn rất nhiều so với cả iPhone 11. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình sẽ lựa chọn thiết kế của K70 nhé. Bởi vì đơn giản là mình thấy là thứ nhất là cái viền của nó mỏng hơn. Thứ hai nữa là cái phần nốt ruồi ở phía trước này nó bé hơn so với cả iPhone 11. iPhone 11 nó bị cái tai thỏ to quá. Nên là về phần thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Redmi K70. Về phần màn hình thì rõ ràng là K70 sẽ hơn tất rồi. Màn hình nó là cái điểm yếu của iPhone 11 thì nó lại là một cái điểm rất mạnh của Redmi K70. Redmi K70 sẽ có một cái màn hình kích thước lớn hơn, nó lên tới 6,7 inch cơ, chứ không phải 6,1 inch này. Độ phân giải nó cũng cao hơn rất rất nhiều. Nó là Quad HD cộng, nên là cái mật độ ảnh của nó lên tới là 526 ppi. Nó hơn hẳn đến 200 ppi so với iPhone 11. iPhone 11 có 326 ppi thôi. Tấm nền xịn sò hơn, nó là OLED chứ không phải là IPS LCD. Chúng ta cũng sẽ có một cái tần số quét nó mượt mà hơn, nó là 120Hz chứ không phải là 60Hz. Và nó có độ sáng cao hơn rất rất nhiều, nó không phải là hơn 600 nit nữa mà nó là 4000 nit. Ngoài ra nữa thì độ tương phản cũng tốt hơn nữa. Nên là với tất cả những điều đó thì rõ ràng là Redmi K70 nó sẽ cho cái trải nghiệm về màn hình tốt hơn rất nhiều so với iPhone 11. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng thì sao. Hiệu năng chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn Redmi K70. Con chip 8 Gen 2 của nó nói gì nói nó vẫn sẽ mạnh hơn iPhone 11. Chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ trong nó vô cùng thoải mái. Nếu mà xét ở trên cùng một cái tầm giá thì không phải là bộ nhớ trong của nó gấp mấy lần đấy nhỉ? Không phải là gấp 4 lần đâu, mà là gấp 8 lần đấy. Chúng ta có thể lựa chọn được phiên bản bộ nhớ trong 512GB với mức giá có hơn 10 triệu thôi. Đấy, gấp 8 lần luôn đấy, so với bộ nhớ trong tối thiểu có 64GB của iPhone 11. Đấy là còn chưa kể là nó còn có cả 5G nữa. Như vậy là về con chip, về 5G và về bộ nhớ trong thì nó hơn iPhone 11 rất nhiều. Thậm chí là các bạn tiết kiệm tiền hơn, các bạn cũng có thể mua được phiên bản bộ nhớ trong 256GB với mức giá là hơn 9 triệu mà bộ nhớ trong gấp 4 lần iPhone 11 với cái 64GB. Còn tất nhiên, iPhone 11 các bạn có thể lên những phiên bản bộ nhớ trong cao hơn, nhưng hãy chú ý, chúng ta sẽ phải thêm vào rất nhiều tiền. Camera thì sao? Camera năm nay của Redmi K70 cải tiến tốt đấy nhé các bạn nhé. Mình đánh giá camera của Redmi K70 tốt hơn iPhone 11 đấy. Đấy là còn chưa kể nữa là về pin nữa. 5000mAh chắc chắn ngon hơn pin của iPhone 11. iPhone 11 có thể có viên pin ngang cỡ tầm khoảng 4000-4500 của Android, nhưng không thể nào mà có viên pin tốt bằng 5000 Android được đâu. Và cái sạc thì Redmi K70 nó sẽ nhanh hơn rất rất nhiều so với iPhone 11. Sạc của nó là 120W, mất có vài chục phút là sạc đầy pin rồi. iPhone 11 phải mất cỡ tầm khoảng tiếng 20 phút mới sạc đầy pin. Còn về các yếu tố khác nữa thì iPhone 11 sẽ hơn ở cái là nó có kháng nước kháng bụi. iPhone 11 cũng sẽ có thương hiệu tốt hơn, mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, nhiều phụ kiện mua thêm nhé, đa dạng hơn. Chứ còn phụ kiện đi kèm thì chả có cái gì cả. Đấy, còn cái Redmi K70 này thì nó có phụ kiện nó rất là đầy đủ rồi. Nên là nếu mà về trải nghiệm ý, thì thực sự là cái trải nghiệm của Redmi K70 nó vượt rất xa so với iPhone 11. Thực ra ấy, là nếu mà chúng ta lấy thông số của Android ra để mà so sánh với cả iPhone ý, thì nó sẽ rất là buồn cười, bởi vì là iPhone nó không tập trung nhiều vào thông số. Tuy nhiên là ở đây những cái thông số mà chúng ta nhìn thấy nó hơn là nó hơn hẳn cả về trải nghiệm nữa, chứ không phải là mỗi thông số không đâu. Đừng có nói với mình là bạn không thể nào mà phân biệt được một cái màn hình 2K với một cái màn hình chỉ hơn HD của iPhone 11 đi nhá. Đừng có nói là chúng ta không phân biệt được màn hình OLED nó đẹp hơn như thế nào so với màn hình IPS LCD đi nhá. Hay là đừng có nói là 120Hz với 60Hz nó là vô nghĩa đi nhá.
Không, phân biệt được rất rõ đấy. Hay như là bộ nhớ trong 64GB với cả bộ nhớ trong 256GB, đừng có nói là nó chỉ là thông số đấy, nó là sự thật luôn đấy, cảm nhận được luôn đấy. Hay là sạc 100W với cả một cái sạc có hai mấy watt của iPhone 11, đừng có nói là không phân biệt được nhá, phân biệt được rất rõ luôn đấy. Đấy, đấy là những cái thông số biết nói chứ không phải là thông số chỉ là nhìn cho vui đâu nhá, không phải đâu nhá. Ví dụ như những cái trường hợp như này này, ví dụ như bạn so sánh một con S23 Ultra với cả iPhone 14 Pro Max đi, hay là iPhone 15 Pro Max đi, pin 4300, 4400 của những con iPhone, thậm chí nó tốt hơn pin 5000 của S23 Ultra. Nhưng thì với cái trường hợp đó chúng ta có thể nói là cái thông số thì nó cũng chả quyết định mấy. Đúng, cái đấy chúng ta phải công nhận. Hay như là về hiệu năng đi. Về lý thuyết ấy là những cái con chip kiểu như là 8 Gen 2, 8 Gen 3 đấy, nó phải là rất là mạnh mẽ. Đúng nào, nhưng mà tối ưu thì chưa chắc đã tốt bằng Apple A16 với A17 của A17 Pro của iPhone đâu. Đấy, thì ok, cái đấy có thể nói là thông số được. Nhưng với một cái chiếc iPhone rất là lâu đời như là iPhone 11, ít nhất là khoảng hơn 4 năm rồi, thì thực sự là thông số của nó bây giờ nó đã đuối thực sự rồi. Và cái trải nghiệm nữa chứ không phải mỗi thông số đâu, nó thua xa so với những con như kiểu là K70 như này. Các bạn có thể trải nghiệm thực tế là bạn sẽ thấy. Rồi, và với mình trong trường hợp này chắc chắn 100% mình sẽ mua Redmi K70. Đấy, còn nếu mà mua iPhone 11 ý, nói thật là mình sẽ không phí tiền bỏ ra mua một chiếc iPhone 11 mới tinh đâu. Mình thà mua một chiếc iPhone 11 cũ mà tiết kiệm nhiều tiền hơn, còn hơn, đúng nè. Rồi, không biết ý kiến các bạn như nào, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua những cái điện thoại giá rẻ nhất trên thị trường bây giờ tại website của Điện Thoại Hay. Còn nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần, trungtrần.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.